Ok, xin chào mọi người với channel của mình là Zero Gaming. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một cái video Terraria, gọi là video hướng dẫn làm nước vô hạn. Ok, thì giờ chúng ta sẽ vào game. Chờ. Ok, thì mình nhớ là mình có show phải không? À, đây là nhà mình mới xây trong lúc rảnh. Không biết trong đây có không ta? Đây đây, một cái show. Ok, thì sẽ làm với một cái show. Tắt cái auto spawn đi, tại vì nó khó chịu lắm. Giờ lấy nước. Đó, đây đã có một số nước. Ok, giờ các bạn xây như thế này. Ví dụ như bạn có một cái hồ như này đi, thì các bạn xây xây lên vậy. Ok, xây qua, xây lên. Các bạn xây kiểu nào cũng được, miễn là sau đó kết quả nó sẽ ra như vậy. Đó. Đó, các bạn xây nguyên liệu gì cũng được nha. Mình thử thì mình thấy như nó làm được hết đó. Thì các bạn đứng qua một bên. Xong rồi quay lại, các bạn chỉ cái hướng nằm ở trên cái cục này nha. Rồi các bạn nhấn chuột trái và giữ thì nước nó sẽ ra ngoài luôn. Thì khi nào mà các bạn thấy cái hồ của bạn đủ nước á, hoặc là cái bẫy của bạn đủ lava thì các bạn có thể dừng lại. Bạn bỏ tay ra, ok, thì số nước vẫn còn nguyên cho mình nè. Mình có thể dùng lại bất cứ lúc nào. Ok, chúc các bạn vui vẻ. Bye bye.